em. Cô là Vũ Thị Huê, giáo viên trường tiểu học Hòa Bình A, huyện Hòa Bình. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết toán ngày hôm nay. Bài học mà cô dạy các em ngày hôm nay đó là bài vận tốc, sách giáo khoa toán 5 trang 138-139. Qua bài học này, các em cần nắm cho cô một số kiến thức sau. Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc, biết tính vận tốc của một chuyển động đều. Bây giờ, chúng ta cùng qua phần khởi động các em nhé. Phần khởi động như sau. Nhiệm vụ của các em là chọn đáp án đúng. Cô có câu 1. 12 giờ 25 phút cộng 4 giờ 15 phút bằng bao nhiêu phút? Các em sẽ tính kết quả. Rồi sau đó ta chọn cái đáp án chính xác trong 4 đáp án này. Các em nắm được rồi phải không? Đáp án của các em là gì nào? Còn đáp án của cô là C. Đó là đáp án chính xác. À, đây là bài toán cộng số đo thời gian. Để cộng số đo thời gian, ta làm thế nào? Rất đơn giản phải không các em? Ta lấy phút cộng phút, giờ cộng giờ. Và ta được kết quả là 16 giờ 40 phút. Chúng ta tiếp tục qua câu 2. 34 phút 58 giây trừ 14 phút 23 giây bằng bao nhiêu? Các em hãy chọn đáp án này cho cô nhé. Đáp án của các em là A, B, C hay D? Các em quan sát xem đáp án của các em có giống với đáp án của cô không nào? Chúng mình cùng xem nè. À, đáp án của cô là B. Đó là đáp án chính xác. Đây là phép đổi trừ số đo thời gian. Thì ta làm thế nào? Rất đơn giản phải không các em? Ta lấy đơn vị đo giây trừ đi giây, phút trừ đi phút. Và ta được kết quả là 20 phút 35 giây. Ta sang câu thứ 3. 4 giờ 12 phút nhân 4 bằng bao nhiêu? Các em hãy chọn đáp án nhé. Rồi, đáp án của cô chính là đáp án B. Đây là phép nhân số đo thời gian. Vậy để nhân số đo thời gian, ta làm như thế nào? À, đầu tiên ta lấy 4 nhân với 12 phút, ta được 48 phút. 4 nhân 4, ta được 16 giờ. Vậy đáp án chính xác chính là 16 giờ 48 phút. Chúng ta tiếp qua câu 4. 20 phút 50 giây chia 5 bằng bao nhiêu? Các em hãy chọn đáp án nhé. Đây là phép toán chia số đo thời gian. Chúng ta sẽ lấy 20 phút chia cho 5. Rồi lấy 50 giây chia cho 5. Và nhẩm nhanh kết quả. Đáp án nào các em? Đáp án của cô chính là đáp án A đó các em. Xem đáp án của mình có giống vậy không? Cô nghĩ rằng chắc chắn tất cả chúng ta đều làm đúng phải không nào? Vậy qua phần khởi động, chúng ta đã ôn lại được kiến thức về cộng, trừ, nhân, chia, số đo thời gian. Cô nghĩ rằng tất cả các em đều nắm vững kiến thức này. Để vận dụng những kiến thức này, cô và các em cùng bước qua phần bài mới các em nhé. Các em hãy quan sát trên màn hình cho cô. Trên màn hình của cô có 3 bức tranh. Các em thấy bức tranh thứ nhất là con ốc sên, nó đang bò, phải không? À, vậy đố các em bức tranh thứ hai có gì nào? À, chúng ta thấy bức tranh thứ hai là ô tô đang chạy trên đường. Bức tranh thứ ba là gì nào? Chính là một cô gái đang chạy. Nhiệm vụ các em là gì? Nhiệm vụ của các em là các em hãy sắp xếp 3 chuyển động trên theo thứ tự từ nhanh đến chậm. Các em rõ chưa? Bằng sự hiểu biết của mình, cô nghĩ rằng chúng ta đã chọn ra
Chuyển động nhanh nhất rồi phải không? Vậy chuyển động nhanh nhất là gì nào? À, chuyển động nhanh nhất ở đây chính là ô tô. Còn chuyển động nhanh tiếp theo là gì nào? Đó chính là người. Và cuối cùng là ốc sên. Vậy ba sự chuyển động ô tô, người, ốc sên thì cô đố các em chuyển động nào nhanh nhất? À, ta nói chuyển động ô tô nhanh nhất. Vậy trong trường hợp này ta nói vận tốc của ô tô là nhanh nhất và vận tốc của ốc sên là chậm nhất. Vậy với ba hình ảnh trên, cô nghĩ rằng chúng ta đã hình thành trong đầu về vận tốc rồi phải không? Vậy để giúp các em hiểu sâu hơn về vận tốc, chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua các bài toán thực tế về vận tốc các em nhé. Cô có bài toán thứ nhất. Chúng ta cùng đọc bài với cô nào. Bài toán 1. Một ô tô đi được quãng đường dài 170 km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? À, khi làm bất kỳ một bài toán nào, các em lưu ý, chúng ta cũng cần đọc kỹ đề bài, xác định xem đề bài cho những yếu tố nào và đề bài hỏi các em điều gì. Rồi, cô cùng các em xem coi đề bài cho biết gì nào. À, đề bài cho biết ô tô đi quãng đường dài 170 km hết 4 giờ. Vậy bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km? Ở bài toán này thì các em cần lưu ý cái từ ngữ sau. Trung bình mỗi giờ tức là số km đi trong mỗi giờ đều bằng nhau. Các em lưu ý nhé. Bây giờ chúng ta đi tóm tắt bài toán. Cô biểu thị đoạn đường 170 km bằng đoạn thẳng sao. Các em quan sát. Đây là đoạn đường dài 170 km. Và vì số km đi trong mỗi giờ là bằng nhau, do đó cô chia thành 4 phần bằng nhau. Các em sẽ, nhiệm vụ các em là tìm xem trung bình mỗi giờ là đi bao nhiêu km. Các em nắm được chưa? À, chúng ta hãy giải bài toán này cho cô. Bài giải. Đối với câu hỏi và các cái điều kiện của bài đã cho thì cô nghĩ rằng rất quen thuộc với chúng ta phải không? Muốn tìm mỗi giờ đi được bao nhiêu km? Ta thực hiện phép tính gì nào? À, chắc chắn là phép tính chia. Vậy ta sẽ có bài giải. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là, ta lấy 170 chia 4 bằng 42,5 km. Đáp số 42,5 km. Vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi của bài toán này rồi đó các em. Chính là trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km. Các em ạ, trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km cũng chính là vận tốc trung bình của ô tô. Hay nói ngắn gọn chính là vận tốc của ô tô là 42,5 km/h. Ta viết tắt là 42,5 km gạch chéo giờ. Các em nhớ nha. Gạch chéo nè, giờ. Nhưng tuy nhiên ta sẽ đọc cái này là 42,5 km trên giờ. Các em lưu ý nhé. Vậy chúng ta đã biết trung bình mỗi giờ đi của ô tô là 42,5 km, nghĩa là vận tốc của ô tô là 42,5 km trên giờ. Vậy chúng ta đã tìm được vận tốc của ô tô là bằng cách lấy 170 chia cho 4 và bằng 42,5 km trên giờ. Cô đố các em, trong bài toán này
thì 170 được gọi là gì nào? À, 170 là quãng đường đó các em, và đơn vị của nó là km. Còn 4 này là gì? 4 này là thời gian và đơn vị của nó là giờ. 42,5 là gì? À, 42,5 chính là vận tốc. Đơn vị của nó là km/giờ. Vậy dựa vào phép toán trên, vậy cô đố các em nhé, muốn tính vận tốc ta làm như thế nào? Rất đơn giản phải không các em? Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Các em nhớ chưa? Các em phải ghi nhớ cái kiến thức này để chúng ta vận dụng vào bài học các em nhé. Các em ạ, muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Vậy ta ký hiệu vận tốc, quãng đường, thời gian như thế nào? Cô gọi vận tốc là V, quãng đường là S, thời gian là T. À, từ cái ký hiệu vận tốc, quãng đường, thời gian này thì cô đố các em ta có công thức nào? À, công thức đó chính là V bằng S chia T. Các em lưu ý với công thức này, các em viết chữ thường các em nhé. Vậy chúng ta đã nắm được quy tắc công thức tính vận tốc. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái kiến thức này vào làm bài toán thứ hai. Bài toán thứ hai. Một người chạy được 60m trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó. Trước tiên, cô và các em sẽ cùng nhau đi phân tích bài toán này. Xem bài toán cho biết gì. Bài toán yêu cầu các em làm gì các em nhé. À, các em quan sát xem bài toán cho chúng ta biết gì. Bài toán cho chúng ta biết một người chạy được 60m trong 10 giây. Bài toán yêu cầu làm gì? À, tính vận tốc chạy của người đó. Chúng ta đã nắm được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tóm tắt bài toán này cho cô. Các em ạ, muốn tính vận tốc, ta làm thế nào? Ta lấy quãng đường, chia cho thời gian. Vậy, để tìm được vận tốc, ta cần biết gì? À, ta sẽ cần biết quãng đường và thời gian. Vậy, ta tìm xem quãng đường ở trong bài là bao nhiêu? À, quãng đường ở trong bài này nè, chính là 60m. Khi tóm tắt, các em đã học về ký hiệu của quãng đường rồi. Ta ghi S 2.60m. Các em nhớ nhé. Còn thời gian ở trong bài này là bao nhiêu? À, thời gian ở trong bài này là 10 giây. À, ta ghi T 2.10 giây. Vận tốc biết chưa các em? À, vận tốc chưa biết, ta ghi dấu hỏi chấm. Vậy, khi học về toán vận tốc, chúng ta đã nắm được ký hiệu rồi, thì khi tóm tắt, chúng ta sẽ ghi bằng ký hiệu cho bài toán nó gọn gàng, dễ nhìn các em nhé. Vậy, chúng ta đã nắm được cách tóm tắt về toán vận tốc. Bây giờ, cô và các em cùng nhau đi giải bài này các em nhé. Đố các em, khi giải một bài toán, trước tiên ta phải làm gì nào? À đúng rồi, trước tiên ta phải đặt lời giải. Vậy dựa vào đâu để đặt lời giải chính xác vậy các em? Cô trợ giúp các em nhé. Các em lưu ý, để đặt lời giải chính xác, ta cần dựa vào câu hỏi của bài toán. Vậy câu hỏi của bài toán này là gì? Tính vận tốc chạy của người đó. Vậy ta sẽ trả lời như thế nào? À, ta sẽ trả lời là tính vận tốc chạy của người đó, được không? Chắc chắn là không. Mình lại hỏi ngược lại người ta là không đúng, phải không các em?
Vậy ta sẽ trả lời là vận tốc chạy của người đó là, các em nhớ nghe, ghi cho đủ ý. Vậy muốn tính vận tốc ta làm sao? À, lấy quãng đường chia cho thời gian. Mà quãng đường trong bài là 60, thời gian là 10. Ta thực hiện phép tính chia 60 chia 10. Làm đến đây 60 chia 10 bằng 6. Xong chưa các em? À, chắc chắn là chưa xong rồi. Vậy còn thiếu gì nào? À, nó thiếu đơn vị đo đúng không? Vậy đơn vị đo của nó là gì đó các em đó? Đơn vị đo của bài này chính là mét trên giây. Vì sao đơn vị đo lại là mét trên giây? À, các em quan sát lại tóm tắt một chút nhé. Quãng đường là mét, thời gian là giây. Vậy đơn vị đo của vận tốc sẽ là mét trên giây. Các em rõ chưa? Bây giờ xong rồi thì ta làm gì tiếp? Ta ghi đáp số 6 mét trên giây. Vậy các em đã tìm được vận tốc chạy của người đó là 6 mét trên giây. Câu hỏi nhỏ một chút nè. Đố các em nè, 1 giây người đó chạy được bao nhiêu mét? À, 1 giây người đó chạy được 6 mét. Các em lưu ý yếu tố này nhé. Vậy các em đã hiểu về vận tốc là gì chưa? Vận tốc chính là quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Vậy chúng ta đã hiểu rõ về vận tốc cũng như công thức cách tính vận tốc. Tuy nhiên, trong quá trình làm bài, các em cần lưu ý một số ý sau. Lưu ý. Ngoài đơn vị đo vận tốc là km trên giờ, mét trên giây, các em thấy ở bài 1 đơn vị đo của vận tốc là km trên giờ, ở bài 2 đơn vị đo của vận tốc là mét trên giây. Vậy ngoài hai đơn vị đo vận tốc này, ta còn những đơn vị đo vận tốc khác đó các em. Đó là km trên phút, km trên phút, mét trên phút, cm trên giây, vân vân, còn nhiều đơn vị đo khác nữa các em. Cô có ví dụ cho các em. Cô ví dụ đơn vị đo của quãng đường là mét, đơn vị đo của thời gian là giờ. Vậy đố các em, đơn vị đo của vận tốc là gì nào? Thời gian, suy nghĩ. À, đáp án của các em là gì? Còn đây là đáp án của cô. Đơn vị đo vận tốc sẽ là mét trên giờ. Đây, nếu đơn vị đo của quãng đường là km, đơn vị đo của thời gian là giây. Rồi, cô nghĩ rằng cái ví dụ này chúng ta hoàn thành một cách dễ dàng phải không? Đơn vị đo của vận tốc chính là km trên giây. Vậy qua ví dụ cũng như sự hiểu biết của các em, vậy để tìm đơn vị đo của vận tốc, ta dựa vào đâu? À, đơn vị đo của vận tốc nó sẽ phụ thuộc vào đơn vị đo của quãng đường và đơn vị đo của thời gian. Các em hãy ghi nhớ kiến thức này để khi chúng ta làm bài ghi đơn vị đo cho chính xác các em nhé. Vậy qua phần trên các em đã nắm được khái niệm vận tốc, công thức cách tính vận tốc, đơn vị đo của vận tốc. Ta vận dụng những kiến thức này vào phần luyện tập. Các em ạ, phần luyện tập của chúng ta có 3 bài. Bài 1, bài 2, bài 3. Tuy nhiên, bài 3 giảm tải. Do đó, cô và các em sẽ thực hiện bài tập số 1, bài tập số 2 ở trên lớp. Bây giờ chúng ta đi từng bài tập. Bài tập số 1. Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 105 km. Tính vận tốc của người đi xe máy. Các em hãy đọc thầm bài toán này cho cô. Và nhớ, đọc qua một lượt chúng ta chưa nắm được thì chúng ta đọc lại lượt nữa. Và phân tích đề xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì. Bây giờ cô và các em cùng nhau tóm tắt bài toán này.
tóm tắt. Cô đố các em nè, chúng ta đã đọc đề rồi phải không? Bài toán này hỏi các em điều gì? À, bài toán này yêu cầu các em tính vận tốc. Vậy là vận tốc chưa biết phải không? Vậy để tính được vận tốc, ta cần biết gì các em? À, để tính vận tốc ta cần biết quãng đường và thời gian. Vậy ta tìm xem quãng đường trong bài này là bao nhiêu nhé? À, quãng đường trong bài này là 105 km. Còn thời gian bài toán đã cho là bao nhiêu? À, thời gian đã cho là 3 giờ. Vậy chúng ta đã tóm tắt xong bài toán này. Bây giờ các em quan sát cho cô xem. Ở đây đơn vị đo của quãng đường là km, đơn vị đo của thời gian là giờ. Vậy cô đố các em, đơn vị đo của vận tốc là gì? Đơn vị đo của vận tốc chính là km trên giờ. Các em hãy giải bài toán này cho cô. Thời gian làm bài cho các em bắt đầu. Các em làm bài xong chưa? À, bây giờ cô và các em cùng nhau dò kết quả nhé. Xem kết quả của các em có giống với kết quả của cô không? Nếu giống là cô khen. Còn nếu chưa giống thì chúng ta xem lại. À, các em thấy ở bài này, để tính được vận tốc ta cần biết quãng đường và thời gian. Vậy quãng đường ở bài này là 105. Do đó ta lấy 105 chia cho 3 và ta được 35. Đơn vị đo của nó là km trên giờ. Các em đã tìm được vận tốc của người đi xe máy chính là 35 km trên giờ. Các em lưu ý khi chúng ta ghi thì cái phần đơn vị đo các em đóng ngoặc lại cho cô. Nhưng mà đáp số thì không cần ghi nữa ha. Vậy muốn tính vận tốc, các em biết làm thế nào chưa? Ta sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian. Chúng ta đã hoàn thành bài tập số 1. Bây giờ các em cùng cô bước sang bài tập số 2. Một máy bay bay được 1.800 km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay. Đọc xong đề toán, ta thấy đề toán này rất đơn giản phải không? Chúng ta đã làm quen rồi. Vậy cái cách làm thì tương tự như những bài trước. Tuy nhiên, để trợ giúp các em thì cô có một số cái phần gạch chân. Các em lưu ý những cái phần gạch màu đỏ này và các em tự tóm tắt bài toán, giải bài toán vào vở cho cô. Cô nghĩ rằng bài này chắc không khó đối với các em. Các em làm bài cho cô nhé. Chúng ta làm xong chưa? À, bây giờ cô cho mình cùng sửa bài nào, xem bài của mình có đúng hay không. Bây giờ ta đi từng phần một, phần tóm tắt. Các em dò xem cái phần tóm tắt của mình có giống cô không nào. À, chắc chắn là giống rồi phải không? Cô khen các em. Còn sang phần bài giải thì như thế nào? Đó, chính là đáp án của cô. Chúng ta đã tìm được vận tốc của máy bay là 720 km/h bằng cách ta lấy quãng đường 1.800 chia cho 2,5. Các em ạ, ở đây chúng ta đã tìm được vận tốc của máy bay là 720 km/h. Cô đố các em, 1 giờ máy bay bay được bao nhiêu km? À, 1 giờ máy bay bay được 720 km, và đó cũng chính là vận tốc của máy bay. Chúng ta đã vận dụng cái cách tính về vận tốc qua các bài tập rồi. Chúng ta đã hoàn thành bài tập số 1, bài tập số 2. Bây giờ cô và các em
cùng nhau qua một cái bài tập thực tế về ước lượng vận tốc. Yêu cầu của bài tập này: chọn số đo vận tốc ở cột B gắn với các chuyển động thích hợp ở cột A. Thời gian cho các em bắt đầu. Các em ra kết quả chưa? Vận tốc của người đi bộ vào khoảng bao nhiêu các em? Với kiến thức nào trong cuộc sống chắc chắn là cô nghĩ các em sẽ biết phải không? Vận tốc của người đi bộ vào khoảng 5 km/h. Vận tốc của người đi xe đạp khoảng bao nhiêu? À, vào khoảng 15 km/h. Còn vận tốc của người đi xe máy khoảng bao nhiêu? Đó chính là 45 km/h. Vận tốc của ô tô vào khoảng bao nhiêu? 60 km/h. Vậy dựa vào cái kết quả ước lượng bên cho ta biết chuyển động nào nhanh nhất, đố các em. À, chuyển động của ô tô là nhanh nhất. Các em đã nắm được về ước lượng của vận tốc ở một số chuyển động mà các em thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta ôn lại một số cái kiến thức mà các em vừa học, xem các em có nhớ chưa. Cô có một số câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất: muốn tính vận tốc ta làm thế nào? Các em có câu trả lời chưa? Câu trả lời của cô sẽ là: muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Rất dễ phải không các em? À, các em nhớ nhé. Rồi, câu hỏi tiếp theo: vận tốc là gì? Với sự hiểu biết của mình về vận tốc qua các bài toán từ nãy thì cô nghĩ quá dễ phải không? Vận tốc chính là quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian. Câu hỏi thứ ba: em hãy cho biết đơn vị đo vận tốc phụ thuộc vào đâu? Rất nhẹ nhàng phải không? Đơn vị đo của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị đo của quãng đường và đơn vị đo thời gian. Đều công thức tính vận tốc. Quá dễ dàng. V bằng S chia T. Qua những kiến thức cô thực hiện cho các em vừa rồi thì tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.